Kính chào quý khán giả đến với chương trình phóng sự du lịch Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, nếu bị có niềm đam mê du lịch hoặc đơn giản là muốn tìm những cảm giác thoải mái trên đường từ Mỹ, Canada trở về thăm quê hương Việt Nam thì Hàn Quốc là một trong những lựa chọn hấp dẫn cho quý vị và gia đình. Hàn Quốc có những yếu tố cần thiết để du lịch, từ những công trình truyền thống cho đến những kiến trúc hiện đại. Nếu vì muốn tìm hiểu lịch sử thì khu phi quân sự chia đôi hai miền Nam Bắc Triều Tiên đủ để mang đến vì một cảm giác hồi hộp, háo hức mong chờ và cảm nhận được chiến tranh là như thế nào. Hàn Quốc cũng làm đê mê du khách với những khu mua sắm lớn, với những loại hàng thời trang cao cấp, đặc biệt là mỹ phẩm. Nếu vì yêu thích ẩm thực thì Hàn Quốc sẽ thết đãi quý vị bằng những loại rượu như là Hanbok Soju nổi tiếng thế giới, với những món ăn như barbecue đại Hàn, gà hầm sâm, mì lạnh và kim chi. Và trên hết đó là một nền văn hóa giải trí lớn, với những ca sĩ nổi tiếng thế giới, với những diễn viên điện ảnh trong những bộ phim Hàn Quốc làm say mê hàng triệu con tim. Và đó cũng là mục đích phóng sự du lịch Hàn Quốc mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình phóng sự sau đây. Sau một đêm ngủ tại một cái khách sạn khá khang trọng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì bây giờ chúng tôi đang có mặt tại một cái khu vực được xem như là cái Hollywood của Hàn Quốc. Cái khu vực này đó thì cách thủ đô Seoul khoảng 1 giờ 30 phút chúng ta đi bằng xe, và cái trên đường đi thì chúng tôi đi xuyên qua, phải nói là cái vùng nông thôn của Hàn Quốc. Nói là nông thôn nhưng mà thật sự ra họ cũng rất là hiện đại. Đường xá ở đây đều được đổ nhựa bê tông, rồi là cây cối người ta trồng phải nói là rất là đẹp. Và đây là cái vùng đồi núi, như vị thấy mùa này là mùa thu, thành thử ra là các cái cây nó chuyển sang những cái màu vàng, màu cam, màu đỏ, phải nói là rất là đẹp. Mà mọi du khách khi mà đến Hàn Quốc đều rất là mê mẩn nhìn những cái cây cối khi mà chuyển mùa, nó chuyển màu như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ chuẩn bị để mà đi tham quan cái khu vực này, được gọi là phim trường lớn nhất ở Hollywood, có diện tích lên đến 165.000 mét vuông, thứ bị 165.000 mét vuông. Đây là nơi mà nhiều bộ phim của Hàn Quốc được làm tại đây, và cũng như là các diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc cũng đến đây để mà đóng những cái bộ phim. Và những người du khách khi mà họ đến thăm cái khu vực này thì đều có một cái mong ước là ước gì có thể gặp được một vài diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc tham gia đóng một vài bộ phim, để có cơ hội chụp hình với họ một vài tấm hình lưu niệm, coi như là cái chuyến đi đến cái khu vực Hollywood tại Hàn Quốc. Sau khi mua vé thì người hướng dẫn viên cho chúng tôi một cái bản đồ về cái khu vực này, được gọi là Yongjin MBC Ramia, tức là Center of Korean Historical Drama, một cái khu vực phải nói rất là rộng lớn, trải dài đến 165.000 mét vuông, và cái đường đi lên thì rất là đẹp, và có lúc chúng ta phải lên đồi xuống đồi. Và ở đây có đến 24-25 điểm để mà du khách có thể tham quan. Và như chúng tôi nói, đây là cái phim trường tương tự như là ở bên Hollywood của California vậy. Tất cả những bộ phim nổi tiếng, đặc biệt là những cái phim lịch sử Hàn Quốc đều được các diễn viên đóng tại đây. Bây giờ xin mời quý vị cùng với Phạm Khanh chúng ta vào tham quan cái khu là MBC Ramia. Như quý vị thấy, khi vừa bước chân vào cái trung tâm điện ảnh của Hàn Quốc này thì chúng tôi thấy dọc theo cái hàng rào người ta có để những cái bức ảnh viết tóm tắt về những cái cảnh trong những cái bộ phim, đặc biệt là phim lịch sử Hàn Quốc, trong đó có những diễn viên nổi tiếng rất là quen thuộc với những khán giả hâm mộ người Việt Nam. Quý vị đang xem những cái poster người ta đựng dựng lên ở đây, nói về những cái bộ phim đã được
từng được thực hiện tại đây, cũng như là người ta cho biết rằng là thời điểm mà những cái bộ phim này được lên TV, chúng tôi thấy có những bộ phim on air 2005, 2007 hoặc là những năm sau này nữa 2008, và những cái hình ảnh, những diễn viên, những cảnh chính trong phim cũng được post lên đây để tạo cái sự cuốn hút khi mà du khách đến tham quan cái khu vực này. Tuy nhiên cái điều mà mọi người mong chờ nhất vẫn là họ muốn xem cái phim trường, tức là nơi mà những bộ phim này, những diễn viên này thực hiện những bộ phim để trình chiếu đi khắp thế giới. Đây là tất cả những diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc mà người ta dựng những cái hình của họ ở đây để mà khi du khách đến đây có cơ hội để mà chụp những cái bức hình cùng chung với họ. Judy, can you tell us some names of the actor actress here? Yeong-hee, Tae Jang-geum, Ji-jin-hee, and Han Yo-ju, Dong-hee, and then Lee-seo-jin, Lee-san, and Su-ji, Guga-eseo, and Kim Su-yeon, Haepun-dal. Wow, thưa quý vị, thấy đó là cô Judy, hướng dẫn viên chúng tôi đã cho biết tên của họ, tức là tên chứ không phải là tên trong cái kịch bản mà họ đóng, tên thật của họ đó. Cô đã cố gắng để mà search tên thật của họ. Tất nhiên là cái tên Hàn Quốc thì có thể là không có quen thuộc với những khán giả Việt Nam, nhưng mà những cái gương mặt này thì phải nói là rất là quen thuộc trong những cái bộ phim mà quý vị đã từng đã xem, hoặc là hiện giờ những bộ phim đã được trình chiếu trên các cái đài truyền hình Việt Nam thì chắc chắn quý vị cũng đã gặp những cái gương mặt quen thuộc của những diễn viên nam nữ này. Và phía kênh kia, thưa quý vị, trên kia chúng tôi chưa lên tới nơi mà chúng tôi thấy trên kia ở một cái ngôi nhà cổ theo cái phong cách Hàn Quốc thì người ta một số những cái người mà lo về vấn đề đạo cụ họ đã xây dựng những cái phong màn rồi sửa một số cảnh trí, có lẽ họ đang chuẩn bị thực hiện một cái bộ phim nói về lịch sử ở trên cái tòa nhà ở trên đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên xem cái công việc họ làm nó như thế nào để chuẩn bị cho cái việc mà thực hiện một bộ phim. Người hướng dẫn giải thích cho chúng tôi biết về cái kiến trúc của những ngôi nhà này, đặc biệt là vấn đề màu sắc. Chúng ta biết nhìn làm sao để biết được những cái ngôi nhà này nó cổ ra sao, thì những cái ngôi nhà mà có sơn màu đỏ vàng xa xa đằng kia đó thì đó là những cái căn nhà cổ hơn, được xây dựng từ những năm thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 8. Còn những cái kiểu nhà gỗ như thế này đó thì là xây dựng khoảng thế kỷ 13-14. Như vậy là tùy theo cái bộ phim, cái lịch sử nó nằm ở vào cái thời kỳ nào, thế kỷ nào thì người ta sẽ chọn cái cảnh, cái ngôi nhà hoặc là ngôi đền đó để nó phù hợp với lại cái vấn đề về lịch sử. Vì đây là phim lịch sử, thành thử ra ở một góc độ nào đó nó đòi hỏi cái sự chính xác về những cái kiến trúc cũng như là những cái vấn đề trang phục, những diện mặc phải làm đúng để khi người ta xem đó, người ta có thể cảm nhận được cái thời đó, vấn đề cấu trúc kiến trúc cũng như là vấn đề ăn mặc người ta thể hiện nó như thế nào. Chúng tôi đang đứng trước một cái ngôi nhà cổ của người Hàn Quốc ngày xa xưa, thì bên trong đây có những cái người diễn viên, những cái hình mà người ta của những người diễn viên thì cho thấy rằng thì là diễn viên này đã từng đóng phim lấy cái cảnh ở trong cái ngôi nhà này. Và trong khi chúng tôi đang nói ở đây thì phía bên kia chúng tôi nghe tiếng ồn ào rất là náo nhiệt, mé bên kia thì có vẻ người ta đang đóng một cái bộ phim gì đó, cần một cái cảnh quần chúng ồn ào. Không biết rằng người ta có cho mình vô xem để mà mình thấy được cái cảnh đóng phim như thế nào hay là không. Nhưng mà bây giờ thì xin mời quý vị đây tiếp tục cùng với chúng tôi đi lên phía trên ngọn đồi trên kia để xem một số những cái cảnh khác nữa. Và dọc đường đi chắc chắn quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái đạo cụ người ta để đây trong cái việc mà thực hiện những cái bộ phim. Quý vị đang xem một cảnh trong một cái ngôi chùa cổ Phật giáo thuộc thế kỷ số 13. Người ta đang đóng một cái cảnh có quần chúng, có rất là nhiều người. Thành thử ra chúng tôi nghe những tiếng la hét, và nhìn vào bên trong thì chúng tôi thấy cũng những diễn viên mặc những cái đồ trang phục cổ của thế kỷ trước, những thế kỷ 12-13 đó trước. Họ đang thực hiện một cái bộ phim bên trong mà nhiều du khách dừng lại để mà xem được những cái cảnh quay đầu tiên của cái bộ phim này. À,
Nếu quý vị xem trong những bộ phim Hàn Quốc mà có những cái cảnh quay mà chúng ta thấy là đi vào một cái khu phố cổ như thế này, hai bên đường có nó bán những cái cửa hàng bán những cái đồ mà của những thời xa xưa đó, thì đây là cái nơi diễn ra những cái cảnh quay như vậy. Và quý vị phải nói là ở đây người ta dựng những cái nhà rất là cổ để phù hợp với những cái phim lịch sử cổ. Có một cái tiệm thuốc nhỏ, thuốc dược thảo ở đây. Rồi mé bên này là cái những cái sạp hàng để thấp bên dưới, lè tè trong cái Phạm Khánh đoán đây là một cái phim trường mà người ta sẽ đóng những cái cảnh mà gọi là nông thôn trong một cái ngôi thành. Vì phía sau quý vị thấy không, đó đằng sau có một cái cổng thành, đúng không ạ? Cho thấy rằng một cái cảnh sinh hoạt bên trong một ngôi thành, ở một cái khu chợ ở miền quê thời xa xưa ở Hàn Quốc đó như thế nào. Chúng tôi ghé vào một cái tiệm tạp hóa ven đường ở trong cái khu phố cổ đóng phim này. Thì ở đây có bán rất là nhiều các loại hàng tạp hóa khác nhau. Trong đó thì chúng tôi thấy cái điều mà để ý đặc biệt nhất là trứng, bởi vì ở đây họ bán trứng. Trứng của ngày xa xưa đó, người ta bọc trong những cái rơm dài như thế này, 2, 4, 6, 8, 10, 10, cũng khoảng 10, 12 trứng người ta bọc như thế này. Rồi người ta bán cho những người khách đi mua. Và chúng tôi lần nữa, đây là một cái khu vực phải nói là một cái con phố có những cái sạp hàng từ nhỏ cho đến lớn. Người ta bán tất cả những cái đồ tạp hóa, những đồ thường dùng của người thời bấy giờ. Và người ta đã sưu tập được những cái loại, quý vị, rổ rá bình, có những cái bình bằng đồng nữa, rất là cổ, để mà muốn thể hiện cái tính lịch sử của những cái bộ phim mà họ tham gia và thực hiện đóng tại đây. Và phía bên kia nữa chúng ta sẽ qua tham quan cái khu này được gọi là marketplace, tức là cái khu vực mà khu chợ bên trong những cái thành quách thời xa xưa. Đây là cái cảnh tủ lầu ngày xưa, vì thấy có chữ tủ rượu ở đây. Thì trong những cái phim mà quý vị thấy là những chàng công tử khi đến tủ lầu uống say sưa ca hát ở đây, thì có lẽ là lấy cái cảnh ở đây. Thì nó có hai tầng, tầng dưới cũng như là tầng trên, trong một cái ngôi nhà cổ trên cái phố như vậy. Thành ra có đủ hết tất cả, tủ lầu nè, những cái hạp sạp hàng quán bên đường, một cái tiệm thuốc bắc, rồi tiệm tạp hóa, vân vân. Tất cả mọi thứ đều có trên cái con đường này, rất là tiện lợi cho những diễn viên khi mà đóng phim muốn thể hiện cái cảnh ngày xưa sinh hoạt trong thành như thế nào, thì ở đây có tất cả những cái điều kiện đó cho họ. Đây là cái nón mà các cô ngày xưa hay đội, được bán bên lề đường. Nón thêu rất là đẹp. Tất nhiên là nón này dành cho nữ rồi, nhưng mà Phạm Khanh đòi thử để vì tưởng tượng xem cái nón này, nó ngày xưa các cô mua đội như thế nào. Người Hàn Quốc ngày xưa ta đội những cái nón thêu như thế này, đủ màu hết khác nhau. Và đây tất nhiên là những cái sợi dây đai nữa, đúng không ạ? Và có bày bán cũng tại cái khu vực này. Chúng ta cũng xem xuống đây. Đây là những cái loại len người ta mua về, người ta đang áo, đang khăn ngày xa xưa. Đằng kia là những cái lồng đèn. Đây phải nói là đây là một cái khu vực gọi là downtown của những cái thành phố ngày xa xưa. Có đủ tất cả những cái hàng quán ở đây. Đây là cái sạp bán giày cũng như là cái tiệm sửa giày ở đây. Thì những cái giày phải nói là đủ màu sắc, rất là đẹp. Không biết cái thời những cái đôi giày này nó xa xưa như thế nào, nhưng mà chúng tôi thấy rằng thì là màu sắc và cái kiểu dáng nó cũng rất là đẹp. Mà có thể là người ta sẽ dùng trong những cái cảnh mà các bà, các cô khi ra phố chợ để lựa chọn những cái đôi giày đẹp ở đây. Hoặc là ở đây thì thường thường lại có một cái người sửa giày, họ ngồi ở đây nữa, để mà khi cần giày hư thì ra đây sửa chữa. Cho thấy rằng thì là những cái sự sinh hoạt sầm uất ngày xa xưa nó đã thể hiện trong những cái phim lịch sử, mà tất cả những cảnh quay đó thì đều thực hiện tại cái phim trường này. Đưa ra phim trường này gọi là phim trường MBC, tức là chuyên thực hiện những cái phim lịch sử, lấy những cảnh cổ của những cái thời xa xưa ở đất nước Hàn Quốc.